Úc Gồm xin chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các anh chị em thợ may đồng nghiệp luôn nè. Chúc cho tất cả các bạn và các anh chị em thợ may đồng nghiệp có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha. Thì hôm nay mình xin phép được chia sẻ thêm một cái mẫu đồ bộ nữa ha. Mẫu hôm nay mình chia sẻ là cái mẫu sơ mi cổ trụ có phối túi nắp nha. Thì vạt bầu lơi. Thì mình sẽ chia sẻ cái cách mình cắt được cái mẫu áo này cho các bạn cùng xem tham khảo nha. Thì ở đây mình có một cái số đo cụ thể để mình ứng dụng luôn. Ở đây mình nhận may đồ cho khách á. Rồi sẵn mình chia sẻ cho các bạn xem tham khảo. Thì cái mẫu này thì áo, vơm áo thì nó cũng hơi ngắn, không dài lắm nha. Ở đây mình có cái dài áo là 57, vai 36, vòng kích 86, vòng eo là 80, vòng nách là 44. Và ở đây có cái vòng mông là 94. Thì mình cũng lưu ý ha, mình sẽ đo cái vòng mông. Khi mình cắt áo mình sẽ đo vòng mông để mình biết cộng cái phần tùng như thế nào cho nó phù hợp, không có bị thừa cái phần tùng nha. Đa số những bạn mới vào học thì cứ ứng dụng cái công thức là vòng cái tùng áo bằng 1/4 của vòng kích mình cộng 8 là nó hay bị dư cái phần tùng. Nhưng mình sẽ lưu ý thêm một điều là mình sẽ đo luôn cái phần mông, tức là cái vòng 3 của mình đó, để mình cộng gia giảm cái phần tùng áo sao cho cái tùng áo nó ôm vừa ha. Thì mẫu hôm nay thì mình sẽ vẽ lại toàn bộ cái thân áo luôn. Thì vạt bầu ha, vạt bầu lơi nhẹ. Còn cái vòng nách mình đo là chủ yếu là khi mình phét cái nách á, thì khách có yêu cầu á, phét nách như thế nào, sâu cạn á, thì mình dựa vào cái vòng nách đó nha. Vòng nách đó thì mình đo vừa trực tiếp trên cơ thể luôn, và mình sẽ gia giảm sau. Thì ở đây mình sẽ xếp vải như vậy, xếp như đồ bộ bình thường. Tại vì áo sơ mi cổ trụ thì mình chỉ làm cái trụ phần trên đây để mình gắn cái bộ sơ mi vô thôi. Còn ở dưới này là cái thân áo kiểu bình thường nha. Rồi ở đây mình sẽ lấy một cái đường song bằng nha. Mình gặp đường song bằng nha. Hôm nay mình vẽ trực tiếp trên vải, mình không có chia sẻ trên giấy nha. Thì mình sẽ quay gần xíu để dễ nhìn. Tại vì phấn mình vẽ trên vải thì nhiều khi nhìn không có được rõ lắm á. Rồi đây này, mình vẽ cái phần song bằng xong mình sẽ lấy cái vòng kích mình chia tư nha. 21.75. Vòng kích 86, 1/4 vòng kích là 21.5. Ở đây kích 86 nhưng mà mông 94, mình sẽ cộng 8 nha. Đây là cộng 8. Mình thọt lên chỗ phần tùng áo này nè, đạt 3 cm. À, cái này mình cũng lưu ý thêm cái phần này khi mình cũng 8 nha. Do cái vòng mông á và cái vòng kích á nó sai lệch nhau hơi nhiều thì mình sẽ cộng 8 cm, tức là kích 86 mông 94 thì cái vòng kích và cái vòng mông nó xê chịch nhau tới 8 cm. Thì ở đây mình sẽ cộng luôn 8 cm này là bao gồm đường may 2 cm nè, và cái đường nhấn ben của mình. Cái mẫu này là ben ben thẳng xuống lai luôn, ben hết mỗi bên là 0.5 rồi, tức là 1 cm á. Thì mình sẽ trừ ra 3 cm rồi, thành ra là cái phần tùng mình cộng á chỉ còn có 5 cm thôi. Nhưng mà thân sau nó lại nhỏ hơn đó nha, nhỏ hơn thân trước 2 cm, nên mình cộng như vậy. Nhiều bạn hỏi đó là chị ơi chị cộng như vậy á, hoặc là em ơi em cộng như vậy á, cộng mà 1/4 của vòng kích mình cộng 8 thì nó có quá rộng, cái phần tùng nó có thừa hay không. Thì thừa hay không là do mình gia giảm cái phần mà lúc mình nhìn cái phần mông và cái phần kích nó như thế nào, rồi mình gia giảm cái phần cộng thôi nha. Thì ở đây mình thọt lên đây 3 cm nè. Thì bầu á, giặt bầu á thì mình thọt lên thêm 5 cm nữa. Bầu lơi hơi hơi thôi, vừa vừa thôi chứ không có nhiều lắm nha. Đó, và mình vẽ phấn như vậy. Ở đây bầu á thì mình sử dụng thước kỹ thuật này nè. Hôm bữa có bạn hỏi mình á, mua thước này nhiêu tiền nha, cái thước này nó rất là rẻ nha. Mình mua cũng rất là lâu rồi, nó ở đây là nó chỉ có vài chục ngàn thôi. Nó cũ rồi, nó bay màu, cái mình xài mình đến nỗi mình không có để ý là mình nó có còn cái đường mực hay không. Nó bây giờ nó đã bay cái đường mực hết rồi ha. Nó chỉ vài chục ngàn thôi nhưng mà nó rất là dẻo nha. Đây, mình sử dụng mình vẽ lai áo nè. Rồi đánh vòng cổ, vòng nách rất là ok nha. Thì chị em nào muốn mua cái thước này thì kết bạn Zalo đi, mình chỉ cho mua nha. Đây. Dài áo là bằng 57 nè, cộng thêm 1 phân lai. Ở đây vạt bầu thì mình thông thường mình chỉ may là 1 phân lai thôi nha, mình không có may lai lớn. Lai lớn thì nó bị dảnh, nó vỡn cái phần tà, nó không có đẹp. Rồi cộng 1 phân mai,
tức là một phần lai ha. Rồi mình dựng được cái đường ngang vai nè, gạt ngang đây, vai nè, ngang vai bằng 1/2 của vai là 18. Hạ xuôi vai ở đây mình sẽ bằng 1/10 của vai, 3,6 nha. Rồi đây mình sẽ bổ sung thêm cái phần thông số bắp tay nha. Bắp tay của mình là 28, kích 86, bắp tay 28 để mình vẽ được cái đường hạ kích cho nó dễ nè. Bắp tay 28 mình sẽ chia đôi nha, chia từ cái điểm hạ xuôi vai xuống, rồi mình đo thẳng lên đây là bao nhiêu, mình đặt thẳng qua. Cái này khách yêu cầu là không có chịu cái nách áo rộng quá thì mình cứ bắp tay chia 2 thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ngang kích nè. Ngang kích sẽ bằng 1/4 của vòng kích là 21,5. Mình cộng cho 3cm nữa nha. Mình nối cái điểm từ tùng nè, dưới này nha, chứ không phải trên đây nha. Bạn lưu ý nha. Nói chung là cái đường ống nó hơi khó thấy nè. Rồi mình nối từ đây, từ đây lên đây nha. Từ cái phần gồng lên cái phần kích, gạch đường giữa. Hạ eo 15cm nè, vạt eo 3cm. Thì cái này thì nó cũng như là cái thân áo cơ bản bình thường, nhưng mà vạt bầu nha. Rồi tiếp theo mình sẽ hạ cái đầu bên nè. Hạ đầu bên thì bằng 1/4 của vòng kích 21,5. Ở đây mình lấy 22 nha. Cũng thì tùy theo cái phần ngực á, chứ không phải lúc nào mình cũng lấy hạ bên là 1/4 vòng kích hết. Nhiều khi cái phần ngực của khách nó hơi xệ quá thì mình sẽ lấy thấp xuống một chút nha. Cái này mình sẽ gia giảm nha. Dài bên 27cm nè. Rộng bên nè, thì mình cứ lấy cái phần kích mình đã cộng xong hết nè. 21,5 mình cộng 3, 24,5 là còn mình giảm 4, còn 20,5 thì mình sẽ lấy mỗi bên là 10,25 ha. Mình sẽ lấy 10 luôn vẫn được nha. Để mình chia cho nó chuẩn cái phần bên của mình. Rồi ở đây do cái mẫu này là khách yêu cầu là tay liền hen, thì mình sẽ giảm cái phần móc nách này cho 9cm thôi, mình không có giảm nhiều quá ha. Còn ở đây nè, cái phần cổ áo nè, mình sẽ lấy vô là 8cm. À mình xin lỗi ha, ở đây mình sẽ lấy vô là 7,5cm nha. Rồi mình gạch nối điểm cổ với hạ xuôi vai, chừa một phân để gấp vai. Rồi mình lấy cái bản nách nè, thì khách yêu cầu bản nách vừa phải, không to quá thì mình sẽ lấy 8cm nè, không có sát vô quá ha. Bản nách thì bản nách to. Đây, giảm từ đây vô đây là 9cm. Hạ sâu cổ thì ở đây nè, mình sẽ hạ là 5,5. Hạ y như cổ sơ mi ha. Thì cái này mình lấy theo cổ sơ mi 37 đó, 37, cổ 37 á, thì ngang này mình lấy 7,5 xuống 5,5, đánh cổ tròn bình thường nha. Đó, mình đánh cổ tròn như vậy. Rồi cái phần nách áo nè, đây đây là công dụng của cái phần thước kỹ thuật của mình nha. Đó, mình đánh cái nách áo rất là mượt, không có cần phải vẽ từ nét ha. Rồi từ hạ xuôi vai lấy xuống đây 10cm nè. Để làm gì? Mình có thể mình nhóm bên cong. Đây mình vẽ bên cong theo đây nè. Đó, mình vẽ bên cong dùng gì nè. Đó, cái này là mình bổ sung thôi nha, cho thân áo cơ bản. Còn khi mà nếu mà mình có cắt cái phần đô thì mình sẽ không có để cái phần bên cong này nha. Để bên cong này thì mình cắt đô nó không có được đẹp nha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình cắt ra nè. Cắt cổ tròn ra bình thường thôi. Dạo gần đây mà làm mình ít có ra video chia sẻ ha. Lý do là khi may những cái mẫu trùng lại rồi mình không có may mẫu mới, rồi đồ gấp mình không có cái thời gian để chia sẻ nhiều cái video hơn. Thì bạn nào mà có yêu cầu thì cứ từ từ ha. Có yêu cầu những cái mẫu mà mình cắt gửi mẫu cho mình chia sẻ đó, thì từ từ mình rảnh thì mình chia sẻ hết. Nay tới Tết là cái thời gian làm video của mình nó sẽ hạn chế lại, tại vì mình rảnh đồ rất là nhiều, mình còn tranh thủ mình trả đơn cho khách nữa. Rồi mình cắt ra cái phần thân áo sơ mi như vậy, thân cổ trụ ha. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ luôn cái phần này nè. Mình sẽ vẽ cái phần nẹp nha. Mình hạ cái phần nẹp từ chỗ sâu cổ nè, mình hạ ngang cái đầu bên đầu tiên. Đây, ngang đây. Cái độ dài của trụ này là 16cm.
Rồi mình vẽ này là đây là 1 cm nha. Mình vẽ đang mình cắt ra làm dấu đường dấu cổ nè. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ thân sau luôn. Thân sau thì rất là nhanh nha. Thì ở đây là cái mình là hướng dẫn để thôi, nhiều khi các bạn vẽ cái thân sau các bạn quên á, rồi các bạn sẽ vẽ cái phần cổ đó, nó rộng ha. Thì cổ này thì bông sơ mi, thì mình có ở đây mình có thể mình vẽ thân sau là có cổ tròn cũng được, hoặc là mình vẽ bích luôn vẫn được ha. Mình vẽ cổ ra, cổ sau thì cho nó rộng nó mát, nhưng mà có một số khách thì người ta không có thích thì mình vẫn để giữ nguyên bản cái cổ sơ mi truyền thống của mình nha. Sang cái phần vai ra, lấy lên 5 cm chậm vai nè, ngang cổ bằng ngang cổ thân trước là 7,5, ngang vai thì bằng 1/2 của vai nè, hạ xu vai tương tự thân trước là 3,6, tức là bằng 1/10 của vai. Bản vai thân sau mình lấy 8 cm nè. Rồi cái phần kích này nè, phần kích của thân trước này sẽ lớn hơn kích thân sau 2 cm, tức là thân sau nó nhỏ hơn thân trước 2 cm. Ở thân trước mình 24,5, vậy là thân sau của mình sẽ là 22,5 nha. Đây, tức là mình dỡ ra mình đo nè, từ đây qua đây là 22,5 nha. Rồi thân sau mình sẽ giảm vô đây 10 nè, mình móc nách á, móc nách thân sau hơi chống nhẹ một chút, đừng có chống quá ha. Rồi nối cổ với hạ xu vai, hạ sau cổ này nè 3 cm thôi nha. Mình đánh cổ tròn, đặt thước mình lên đánh rất là nhanh đó. Rồi mình kéo cái phần kích này lên để đây ngay chân chỗ này ha. Bắt đầu mình vẽ cái phần vòng nách của thân sau nè, nó đi lên như vậy nè, các bạn nhìn nó lệch lên nhẹ vậy thôi ha. Khi mình cắt ra nhìn thấy rõ, còn bây giờ nhìn chưa có rõ không. Cái độ lệch của cái phần kích thân sau và thân trước là nó như vậy thôi. Đây mình dỡ phần này đó, nhìn thấy rõ hả, nó nhẹ vậy thôi. Và cái phần cổ thân sau này các bạn có thể là mình không có cắt cổ liền vô cái phần bâu, mình có thể mình cắt cổ sâu xuống dưới này vẫn được ha, tùy theo khách yêu cầu thôi. Rồi cái phần sườn thì mình copy y lại như vậy. Cái phần tùng của thân sau thì các bạn cũng lưu ý nha, nhỏ hơn tùng thân trước 2 cm. Vọt màu thì mình cắt theo giống như vậy nha, như thân trước luôn. Rồi mình mở lên, mình giảm đi 0,5 cm cái độ màu của thân sau nè. Rồi như vậy là xong cái phần thân sau. Mình sẽ tiến hành mình sang bên qua là cái phần thân cơ bản đã xong ha. Sau khi mình sang dấu đường bên cho hai phần thân áo nè, thân sau và thân trước ha, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sẽ trụ nha. Thì như đã hướng dẫn ở đầu video là cái phần thân trước mình đã hướng dẫn sẽ trụ nè, là dài như vậy là 16, từ chỗ sâu cổ từ trên đây xuống cổ sơ mi cơ bản 5,5 cm đó. Thì mình lấy cái độ dài của cái trụ này là 16 là cơ bản nha. Còn ví dụ như bây giờ các bạn muốn nó sâu hơn để mình cài nút thì mình có thể mình hạ thêm ở đây. Thì cái mẫu này thì mình sẽ cho gài 3 nút áo thì mình sẽ lấy thêm nha. Đây là cái trụ cơ bản là 16 rồi, là nó ngắn ngắn ở trên đây thôi nè. Khi cái áo sơ mi mình đơm nút buổi chiều xe chạy hơi ồn thì các bạn cũng thông cảm nha, video nó cũng hơi ồn tại vì mình cái tiệm may của mình nó gần mấy lộ quá nên xe chạy nhiều khi nó nghe hơi ồn á. Thì cái trụ cơ bản mà mình hướng dẫn ở đầu video là 16 cm. Thì các bạn lưu ý là cái phần sơ mi á, khi mình vô bâu áo xong thì từ cái phần này, từ phần cổ này xuống đây là mình đã vô bâu là hết 0,5, mà từ đây xuống đây là mình hạ đơm nút là từ 11 đến 12 cm là nó nằm sát đây. Bởi vì mình nói ở đây là mình hạ 16 là cái trụ cơ bản nha. Còn nếu mà mình có đơm nút thì mình sẽ lấy thêm. Thì ở đây mình sẽ lấy thêm ra nè, 3 cm nữa. Đó, cơ bản là 16, bây giờ mình lấy thêm 3 cm nè, mình vẽ thẳng xuống. Cái độ hở này là mình cắt nè, là 1 cm nè. Đó, từ đây thẳng đây. Rồi bắt đầu mình mới sẽ trụ. Thông thường thì cái nẹp áo sơ mi mình sẽ để thẳng như vậy. Còn đối với cái áo sơ mi kiểu này
cái đẹp sẽ chủ như vậy. Là mình sẽ lấy cái phần trên đây nó hơi lệch ra nha, từ ngoài này vô đây là 3 cm, mình vẽ xéo xuống đây. Đây tức là cái phần chủ của mình nó sẽ đi xiên như vậy, thì mình sẽ hướng dẫn từ từ. Nhiều bạn coi tới đây là không có hiểu nha, nếu như mình sẽ như vậy thì khi mình may cái nẹp nó sẽ như thế nào. Thì khi lên thành phẩm thì mình thấy được cái sự hữu ích của cái chữ V sẽ như vậy nha. Cái đường xiên này nó sẽ giúp cho cái phần cổ trụ của mình nó đẹp hơn. Đây, cắt ra nè. Ở dưới này thì mình giữ nguyên nha, 1 cm thôi. Đó, nó có cái chữ V ra như vậy. Rồi bây giờ mình đầu tiên là mình sẽ cắt cái nẹp. Đầu tiên là mình sẽ cắt cái nẹp nha, cái nẹp để mình may vô đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt cái phần nẹp. Thì để cắt được cái phần nẹp áo nè, mình sẽ đo chiều dài của cái phần trụ mình sẽ nè. Ở đây mình đo được là 20 cm ha. 20 cm á, thì ở đây mình cũng lưu ý thì các bạn cắt cái phần trụ thì mình đừng có hà tiện quá, mình cắt vừa đủ ha. Ở này mình cắt khoảng từ 23 đến 24 cm nha, mình cắt cái phần trụ phải hơi dư để cho nó dư dưới này nè, khi mình bẻ mình nhóm gốc nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà mình cắt ngắn quá vừa đủ để mai thôi, nhiều khi á mình sẽ chỉnh cái phần trụ á, cái phần dưới này nè, khi mình bẻ gốc nó sẽ không có được đẹp nha. Rồi cái phần nẹp trụ này nè là mình sẽ sử dụng keo hạt hai lớp nha, để mình ủi lên trên cái phần vải. Thì mình sẽ cắt cái phần keo hạt á, thì nó có cái độ dài á là 23 đến 24 cm nha, độ rộng là 8 cm. Này mình cắt như vậy đó, tức là mình sẽ xếp đôi như vậy, khi mình may mình sẽ xếp đôi như vậy. Đặt đây ha, mình cắt nó dư hơi nhiều nha, để khi mình vô xong cái mình gọt bỏ, mình cắt, mình gọt cổ, mình vô bông nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà mình cắt ngắn quá, nhiều khi nó thiếu, là khi mình da giảm mình chỉnh cái phần cổ và cái phần bẻ gốc ở dưới này nó không được đẹp nha. Rồi mình cũng nhắc lại nè, thì cái độ dài là từ 23 đến 24 cm, bề ngang vậy, cái độ rộng là 8 cm nha. Mình sẽ cắt hai cái phần nẹp giống như nhau vậy. Rồi khi mình cắt cái phần nẹp xong rồi, bây giờ nè, tới cái phần mình gã đô để may túi nắp ha. Thì ở đây mình sẽ gã cái phần đô như thế nào, lý do sao mà mình cắt nẹp trước mình không gã đô trước, tại vì mình gã đô xong mình gáp lại là cái phần nẹp nó vẫn giữ nguyên như vậy, cái độ dài của cái phần trụ nó vẫn giữ nguyên như vậy nha. Cái phần trụ là liền, còn cái phần gã đô để mình có cái phần túi nắp vô là nó gời nha. Rồi ở đây các bạn đừng để ý cái phần bên cong này nha. Cái bên cong này là mình hướng dẫn thêm để nhiều bạn có may những cái mẫu mà không có gã đô thì sử dụng cái bên cong này giúp cho cái phần nắp áo của mình nó ôm hơn á. Thì ở đây cái ngang kích của mình, cái điểm này là cái điểm ngang kích nè. Rồi mình sẽ lấy xiên lên như vậy, mình cắt một đường xiên, xiên nhẹ nha. Từ ngang kích này mình lấy xiên lên 1,5 thôi, đừng xiên nhiều quá nó hơi chuối xuống quá nó không đẹp đâu. Đó, mình cắt đô ngay đây. Rồi cái đường để mình gắn cái túi nắp nè, ở đây từ cái điểm mình sẽ trụ này mình lấy vô 5 cm. Rồi cái độ lớn của cái miệng túi á, là ngang là 9 cm là vừa ha. Cái này mình làm tứ kiểu thôi, đâu có nhất thiết là mình phải làm cho nó to nó bự ra ha. Rồi miệng túi á, thì mình sẽ làm cái túi xéo như vậy nè, nó có cái hình xéo như vậy ha, có góc nhọn như vậy. Thì ở đây ngang 9 cm, mỗi cạnh này là 4 cm đều nhau. Rồi cái độ dài này nè, mình lấy xuống đây là 6 cm để mình đánh nè, mình đánh cho nó nhọn đều, mình cứ chia đều ra giống như những cái túi nắp mà áo sơ mi thông thường ấy, tùy thuộc vào mình làm kiểu ha. Có thể mình làm túi nắp bầu nè, rồi túi nắp vuông hoặc túi nắp nhọn tùy thích ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt ra nha, mình cắt cái phần đô, mình cắt lại cái phần đô khác nè. Rồi mình cắt ra, sọc thì mình sẽ chở sọc để cho cái phần đô áo của mình nó nổi bật hơn. Rồi mình sẽ để cái bề phải như vậy luôn, nhìn cho nó dễ nha. Rồi mình sẽ chở sọc đi xéo nè. Rồi mình chở cái phần đô áo của mình là cái sọc hơi xéo như vậy, nhìn cho nó có cái sự khác biệt giữa cái phần thân ở dưới nha. Ở đây thì mình gáp đô
mình sẽ ráp đô 1 cm là mình sẽ chừa cái đường may ở đây nè. Giờ mình sẽ cắt luôn, mình chừa đường may 2 cm để mình ráp đô, mình ráp xuống dưới 1 cm rồi ở trên 1 cm nữa này, vô lại vừa luôn ha, còn đúng với con số ban đầu. Còn cái phần nẹp này mình không có chừa nha, mình cắt thẳng luôn. Phần cổ áo mình cũng cắt giống như vậy. Lý do cái phần nẹp mình không có chừa là tại vì cái phần đường nẹp này nè, đường trụ mình không chừa là mình có chừa bên cái phần nẹp rồi nha. Cái này mình cắt thẳng lên cái phần nách của mình bình thường, vai cũng vậy nha, mình giữ nguyên. Rồi mình cắt thêm một lớp giống như vậy mà mình canh sao cho cái phần xéo nó đi tương tự như vậy luôn nha. Khi mình canh vải xéo thì nó sẽ rất là hao, các bạn lưu ý nha. Ở đây đô xéo nè, rồi mình sẽ cái phần nẹp áo á, là mình sẽ làm cho nó xuôi, cái nẹp trụ á, phải làm cho nó xuôi lại, mình phải cân xứng nha. Còn bâu á, cũng vậy, bâu mình cũng làm cái phần vải xéo cho cái sọc này đi hơi xéo, nhìn cho nó nổi lên ha. Đó, mình canh cái phần chữ với sọc này nè, chữ E và cái sọc này nè, cho nó đi xéo đều với nhau thì hai bên nó đối diện thì nó mới đẹp ha. Video này mình chỉ hướng dẫn các bạn cái cách để cắt cái phần thân xẻ trụ nè, cũng như cách cắt nẹp và ghẻ đô ra để mình cắt cái phần túi nắp. Video sau thì mình sẽ hướng dẫn cái cách, cái kỹ thuật để ủi keo, ủi trụ, rồi cách may cũng như là ủi bâu ha. Tại vì gộp chung một cái video thì quá là dài. Cái này là video này mình chia sẻ những cái mẫu này thì nó cũng khá là đơn giản, chủ yếu là cho những bạn nào mà mới vào học, người ta có thể người ta dễ dàng nắm bắt ha. Còn ví dụ như những cái thợ may gành á là không cần xem những cái video chi tiết như vậy. Rồi bây giờ mình cắt cái phần túi nắp nha. Túi nắp thì các bạn lưu ý mình nhớ chừa đường may kỹ lưỡng nha. Thì ở đây mình vẽ lại cái độ rộng là đúng với cái thông số mà mình chừa thôi. Còn mình chừa xung quanh á là đường may 0,5 đến 1 cm tùy theo cách may của mỗi người. Đó, mình vẽ ngang túi là 9 cm nè. Mình chừa đường may mỗi bên 0,5, rồi ở đây mình vẽ 4 nè, hai cạnh này mình vẽ 4 cm này, 4,5 mình chia cái đoạn thẳng này ra, tại vì cái rộng túi là 9 cm á. Rồi mình lấy ở đây là 6 nè, mình đặt lên đây, mình vẽ y như cái túi trên thân áo vậy đó, rồi mình chừa đường may ha, nó cũng đơn giản thôi. Rồi nó có hình thức như vậy, mình cắt ra. Mình nhớ là khi mình vẽ thì mình chừa đường may đầy đủ là được nha. Cái phần túi thì các bạn không có cần phải ủi keo đâu, tại vì mình may hai lớp mình lộn lại mình dằn đừng cho nó giãn, nó nhảnh cái phần túi là đẹp rồi. Mình ủi keo thấy nó cứng, nó đơ quá, nó dơ lên nó không có đẹp nha. Rồi đây là một bên ha. Rồi cái mình cắt thêm một bên tương tự như vậy nữa, tại vì mình hai cái túi hai bên á. Mình sẽ trải hai lớp vải như vậy nha, mình cắt cho nó lẹ. Vải thun thì tương đối là dễ chải, dễ cắt ha, nó rất là lẹ. Mình nói thì nó hơi chậm, tại vì mình nói nhanh quá, có một số bạn mới vào học là không thể nào mà nắm bắt kịp ha, phải coi đi coi lại mất thời gian lắm. Cái mẫu mà đồ kiểu mà cổ trụ sơ mi như vậy nè, cũng khá là nhiều bạn thích yêu cầu mình chia sẻ lâu rồi đó, mà mình bữa nay mình mới tranh thủ mình chia sẻ đó. Như vậy là xong rồi nè. Rồi bây giờ để hình dung được cái phần này thì mình sẽ mở nó ra. Mình may cái phần túi nắp á. Đây nè, mình gáp vô đây đi. Bây giờ mình gáp vô là 1 cm nha. Mình chừa bao nhiêu thì mình gáp bấy nhiêu nè, để cho các bạn hình dung được ha. Thì video sau mình sẽ hướng dẫn cách may. Rồi đây mình đặt túi lên đây. Mẫu này thì rất là dễ thương nha. Thì video này thì nó khá là dài, mình tạm kết thúc ở đây nha. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách ủi keo cổ trụ nè, rồi cách bâu sơ mi, cũng như là cái cách làm như thế nào để mình nhón được cái phần gốc của cái phần trụ này cho nó đẹp ha. Video này mình tạm kết thúc ở đây nha. Chào tạm biệt các bạn nha.